Chương trình này được bảo trợ bởi. Jin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia. Ngọc Lan Hoàng Trập Thủy trở lại với tất cả quý khách thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lưu Đồ Sài Gòn TV theo dõi cà phê sáng đến thời sự thế giới trong mỗi tin tức mỗi sáng. À, trong thời gian qua chúng ta nghe thấy những cái tin tức liên quan đến kinh hoàng về cái chuyện mà di chuyển bằng đường hàng không. Nhưng mà đến à, hôm thứ sáu thứ bảy giờ rồi tôi thấy rằng là báo cáo của Delta ở American Airlines cho biết là tình trạng đỡ hơn rất nhiều so với hai tuần lễ trước đây. Báo cáo đến ngày hôm nay thì à, như thế nào hả Ngọc Lan? À, bay Chắc ra phi trường hôm nay và từ nơi khác mới trở về los angeles ổn hay không? Cái chuyện ổn hay không hình như là nên suy nghĩ ngập lên cảm giác như vậy. À, mặc dù là thời gian qua quá nhiều những cái tin mà liên quan đến chuyện mà đi máy bay yeah. người ta gặp những cái trục trặc những cái chuyện mà bất chắc đủ thứ hết. Ừ. À, một cái tin mới nhất anh Thụy thì nói là hai, người ta nói hai tuần nay là đỡ. Yeah, à, bắt đầu đỡ từ bây giờ đỡ hơn hai yeah. tuần qua thì chuyện này xảy ra với một người phụ nữ 85 tuổi. Bà đi uh, bà con cháu bà đưa bà ra Orlando để bà bay đi nhưng mà người ta không có nói cho biết là cái điểm đến của bà là ở đâu hết thì không biết lý do. À, dạ không biết uh, lý do gì. <laughs> nhưng mà chỉ nói rằng là, là khi đưa bà ra ngoài đó thì nói rằng là cần có một cái uh, xe lăn á để ừ. mà người ta đẩy uh, đẩy bà đi thì lúc đó phi trường nói là không có ờ, rồi xong rồi wow. họ nói là họ họ không có nhưng mà rồi à, à, lúc mà họ tìm được cái chiếc xe lăn đó đưa đó thì lại không có cái người để mà phụ giúp thì nói rằng là thì cháu là... bà nói là có thể đưa bà đẩy bà vô trong cái chỗ mà check in hay là không thì nhân viên ở đó người ta nói là cô đó không có được phép vô bởi vì cô không có cái vé, cô không có được phép vô. Thì Đúng sau rồi. đó thì cháu bà đi về rồi chờ nhưng mà bà bị stuck lại ở đó đó, bị kẹt lại ở ngay phi trường Orlando 14 tiếng đồng hồ, oh. nói rằng là bà sắp sửa giống như phải vào bệnh viện luôn, bởi vì không có ai giúp đỡ bà bắt đầu bà Giống như 85 tuổi nào Bà bắt đầu bà hoảng lên rồi gọi Con cháu bà ở nhà cũng gọi đủ hết Thì lúc đó là bà đã trễ cái chuyến bay đầu rồi Thì bây giờ lúc đó người ta nói rằng là uh, Bây giờ bà phải chờ qua chuyến bay của ngày Chủ nhật Nhưng mà con cháu bà nói là không được Phải cho bà đi chứ bây giờ không thể để bà như vậy Thì đến tối ngày đó có nghĩa là sau 14 tiếng Người ta đưa bà lên đường một cái chuyến bay tiếp tục Của hãng Frontier Airlines oh. Nhưng mà cái chuyến bay đó đến cái nơi thay vì cái phi trường bà muốn tới đó thì cách cái phi trường đó tức là nơi mà con cháu bà sẽ đón bà ở đó cách đó hai tiếng đồng hồ tức là phải đổi cái phi trường khác cái cái điểm đến ban đầu cho nên là con cháu phải đi hai tiếng nữa ừ. thì mới đón được bà về là mệt mỏi te tu luôn nhưng mà lúc đây á thì khi mà người ta liên lạc với lại cái hãng mà Frontier Airlines hỏi tại sao mà lại xảy ra tình ừ. trạng như vậy thì về phía bên á, hàng không á à, cơ quan hàng không của Hoa Kỳ thì nói rằng à, có những trường hợp hãng máy bay có quyền quyết định cho người thân được đưa cái người ừ. đó vào à, giúp đỡ người đó vào ngay cái chỗ check-in nhưng mà riêng hãng này nói là bởi vì gia đình này họ không có đặt cho... cái vé đó trước, à... họ không có đặt cái chuyện là cần phải có xe lăn ừ. trước mà ra đến sân bay thì họ mới nói mà trong cái điều kiện bây giờ đó thì cái gì nó cũng khó khăn hết, đúng. cho nên người ta không có đáp ứng đầy đủ, cũng như cái chuyện là họ cũng sẽ sẵn sàng để cho người đẩy vào sân bay để mà giúp đỡ, nhưng mà vì tất cả nghĩ là không có báo trước, thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà Ngọc Lan nghĩ rằng đúng. đối với những ai mà đi ra phi trường thời điểm này thì chúng ta cần cái gì thì chúng ta phải bút ngay Bảo, từ đúng. đầu và báo trước, đúng. cũng như là phải đi sớm hơn. À, Ngọc Lan có một à, à, gia đình một người bạn mới đi du lịch ở à, bên phía châu Âu đi trở về đi á, thì ok nhưng mà khi về đó từ ở London hành lý bị kẹt ở đó về nhà Churleyford nhưng mà đến hôm thứ sáu vừa rồi á mới nhận được hai cái vali của mình What? thành ra wow. là người ta hỏi rằng là ủa nếu như vậy á thì ha, đôi khi quà cát mua về những cái thứ mà nó có thể hư liền thì sao từ July 4 mà đến thứ sáu vừa rồi có nghĩa là hơn hai tuần lễ á. như Thế. vậy thì sô cô la nó thành gì ta thành bánh á <laughs> chảy ra hết à, tôi đã từng đưa à, ít nhất là hai người bằng à, xe đẩy xe lăn ra ừ. lâu lắm rồi mà thời gian trước thì không có xảy ra những tình trạng như vậy cho nên à, lúc đó bút vé thì không có ghi trên đó lúc đó nhiều những cái hệ thống máy bay đó họ chưa có báo cho biết cho nên ra đến phi trường lúc đó nhân viên nhiều lắm cho nên vừa ra tới nơi họ hỏi chứ có cần xe lăn nói chúng tôi cần xe lăn là họ có nhân viên đưa tới ngay trong trường hợp hiện nay thưa quý vị thiếu nhân viên họ nói à, một phần là các hãng delta american united đó, ít nhất trong hai tuần qua họ đã giải quyết được à, họ sắp xếp các chuyến bay theo số lượng phi công và nhân viên có được được. Điều đó họ đã không đáp ứng được trước đây Và nó xảy ra đến cả ngàn chuyến bay Bị trì hoãn hoặc là bị hủy Giờ đây thì họ sắp xếp được Thí dụ họ có 10 phi công, 10 chuyến bay như thế thôi Không tạo thêm các chuyến bay khác nữa Và trước đây các hệ thống computer Rồi nó chưa có bảo đảm à, Tuy nhiên trường hợp này một lần nữa là à, Khi quý vị bút vé đó Trong vé họ có nói rõ Có cần cái sự hỗ trợ à, Cho người khuyết tật hay không hoặc là xe lăn như thế nào đó thì quý vị ghi vào để họ chuẩn bị trước ra đến phi trường thì nhân viên thì đang thiếu và kể cả cái cái xe lăn không biết vì lý do nào xui cho bà này hôm đó đó là ở ngoài phi trường không còn chiếc xe lăn nào khác nữa cho nên yeah. phi trường và hãng máy bay cũng gặp khó khăn à, nói tới Florida thì à, hôm à, tuần qua à, tin tức này đến cuối tuần họ mới báo cho biết bởi vì à, họ đã chính thức xác nhận từ trong bệnh viện người phụ nữ may mắn bà sống sót kể lại câu chuyện vô cùng hiếm hoi không ngờ trong lúc câu cá con cá bay từ dưới nước lên bay lên trên thuyền đâm vào bà luôn con cá mà đâm vào đâm con vào cá một phụ nữ. đã bay lên thuyền rồi bay không? lên thuyền họ những người trên thuyền họ kể và à, qua câu chuyện này chúng tôi mới biết được cái sự khác biệt đây là con cá buồm selfish Ừ. mà mình nhìn vào mình tưởng là cá kiếm đúng rồi người yeah. ta cũng tưởng thì... thấy cái mỏ yeah. nó nhọn Dạ yeah. nhưng mà à, đây là con cá kiếm ừ. à, bởi vì con cá kiếm á, thì cái, cái, nó không có cái buồm ở à. trên cái lưng cái v nó không có dài ừ. thì đây là con swordfish. cả hai con đều giữ như nhau mà nếu quý vị xem discovery các chương trình mà thám hiểm đáy biển á, thì thấy con này khi nó tìm đi những cái bầy cá cá nục hoặc cá sa thì nó, nó lấy cái kiếm nó xỉa từng con, nó xỉa tới đâu nó ăn tới đó. Đây là một môn thể thao câu cá nổi tiếng nhất thế giới và hàng năm đều có các cuộc thi câu cá sailfish hoặc là swordfish, cá thuyền hoặc cá kiếm nổi tiếng nhất là ở Hawaii cũng có. quý vị thật sự đi sang Mẽ hoặc là những um, đi uh, Florida, Caribbean bởi vì à, các loài cá này họ à, chúng sống à, ngoài khơi của Florida là cá, là có rất nhiều rồi thì à, vào à, tuần lễ trước à, một à, chiếc à, tàu đánh cá được thuê à, từ gia đình ở bên à, tiểu bang Maine sang Florida chơi thì trong đó bà này 70 tuổi rồi vẫn thích đi câu cá với à, chồng con với cháu thì bà đứng bà đứng trên này bà nhìn thôi người ta câu cá bên dưới và đứng trên trên lọc đâu có đám ra ngoài được đứng nhìn thì đang nhìn á, thì con cá selfish này câu lên nó bay từ dưới mặt nước nó lên trên tàu rồi không biết vì lý do nào nó giữ dễ sợ luôn nó lấy cái kiếm đó, nó nó chĩa tùm lum những người xung quanh thì những người đàn ông họ né kịp thì con cá kiếm này nó không phải là thấy nhưng mà nó đang xỉa tùm lum tà la mà thì cái bà cao niên này Bà đứng ngay đó thì đã xỉa bà may mắn đó, không vào bụng của bà bởi vì bà đứng cho nên cái kiếm nó chỉ vào đúng ngay cái đùi phần ở dưới đùi đó của bà chỉ vào đó họ nói rằng trong một tiếng đồng hồ vừa xảy ra tai nạn đó, là may mắn người thuyền trưởng ngay lập tức họ hai người đàn ông đứng kềm cái cái vết thương vẫn họ chặt cái mũi kiếm con cá này cho nên cái mũi kiếm con cá vẫn dính ở trong đùi bả nhưng mà gần ở bụng đó, yeah. đó gần cái chỗ háng đó thì cứ thế mà vịn pressure để máu đừng có chảy ra nhiều mà đi từ ngoài khơi đi vào bên trong bằng bằng thuyền lúc đó họ không có gọi cấp cứu ở trong họ nói không kịp nữa bây giờ anh chỉ có chạy vào trên bà trực thăng không có chỗ đậu rồi không có cách gì mà cứu bà được hết cho nên chỉ có cách cuối cùng là lái thật nhanh vào thì họ lái kịp vừa tới nơi là trực thăng chờ đợi đưa bà vào bệnh trong bệnh viện sống sót ngày hôm nay kể lại câu chuyện khủng khiếp đó mà nói là cái chuyện nó bà đứng mới nhìn con cá bà thấy rõ ràng con cá nó bay tới mà quá nhanh luôn không có cách gì mà né được may quá nó không chĩa vào bụng bà chứ không thôi hôm nay là là có tin tức về phân ưu đối với gia đình này rồi. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.